Em bé thì bị mẩn đỏ, chàm da, mẹ thì bị khô da. Đấy là kết quả của sự thay đổi thời tiết và việc ở trong máy lạnh quá nhiều. May mà mình có bà chị chuyên môn mắc cho cái máy cân bằng độ ẩm tự nhiên Boneco U200 này. Dùng được thời gian mà thấy ưng ghê, share liền cho chị em nè. Boneco là một thương hiệu có tiếng của Thụy Sĩ, hơn 65 năm tuổi đời. Sản phẩm máy tạo độ ẩm Boneco đã và đang được phân phối trên thị trường thế giới và được người tiêu dùng đánh giá cao à nha. Máy có 3 lớp lọc khuẩn bằng cục lọc chuyên dụng carbon, khử khuẩn bằng ion bạc Ag+ và cấp loại hạt ẩm siêu mịn kích thước 0,1 đến 0,3 nanomicro nên sẽ thẩm thấu thẳng vào da luôn. Thay vì cấp ẩm một khu vực như các dòng máy khác thì với công nghệ khuếch tán ẩm bằng ultrasonic cho cả phòng luôn nha bà con. Và trên đây là 4 chứng nhận của sản phẩm đủ để thuyết phục quý vị khách hàng khó tính nhiên: chứng nhận Intertech, chứng nhận kiểm định khó tính nhất tại châu Âu, chứng nhận AHAM được các hiệp hội gia dụng kiểm định và cấp phép lưu hành, chứng chỉ CE mark là chứng nhận tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe tại thị trường châu Âu, an toàn cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi, chứng chỉ Redox, sản phẩm được giải thưởng về thiết kế từ năm 2013. Đây, cận cảnh làn da em mụn, để các mom thấy trộm vía cỡ nào, làn da mịn màng này á là cũng nhờ vào được cấp ẩm tự nhiên hết đó. Các mom kỹ thì dưỡng kem, còn không dưỡng thì cũng không vấn đề gì, khi đã sử dụng máy tạo độ ẩm Boneco thì an tâm hẳn nha. Thấy làn da con được cải thiện mình mừng lắm mấy bà ơi, thật sự là hài lòng với chiếc máy tạo độ ẩm Boneco. Bà nào mà còn lăn tăn á thì tôi có để lên sản phẩm bên dưới để mấy bà tham khảo nha.